Tielemans fa xử lý sỏ kim đối phương, quá hay của Yuri Tielemans. Một trong những hạn chế của đội bóng áo cam ở hiệp 1 là tốc độ lên bóng của họ còn khá chậm, thế nên không tạo ra được đột biến. Đưa bóng vào, chưa có pha dứt điểm cho Chelsea. Nicolas Jackson, Cole Palmer, rất bình tĩnh cú đúp của Cole Palmer, bàn thắng thứ 8 của anh ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Cole Palmer là hợp đồng hoàn hảo của Chelsea tại Premier League mùa này. Anh đang là chân sút tốt nhất của The Blues với 8 bàn thắng chỉ tính riêng ở Ngoại hạng Anh. Vào ngày này đúng 34 năm trước, Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Luton ở chính Kenilworth Road này. Hôm nay tỷ số đó đã lặp lại. Người chọc khe cho Cole Palmer là Nicolas Jackson. Cole Palmer đã có một pha xử lý quá đẳng cấp. Anh dùng gầm giày vê bóng qua cả thủ môn Kaminski trước khi điềm tĩnh thực hiện pha dứt điểm. Tất cả những hậu vệ của Luton đều bị hớ. Họ không đoán biết được cái chân trái của Cole Palmer sẽ làm gì. Và cuối cùng anh thực hiện một cú dứt điểm bằng chân phải. Một bàn thắng bằng chân trái, một bàn thắng bằng chân phải. Cole Palmer đang có một ngày thi đấu thành công. Pha dứt gót, Messi không vào. Buonanotte. Lại là Joao Pedro. Pedro qua người, Pedro. Thật khó tin là anh lại một lần nữa sút bóng thẳng vào vị trí của thủ thành Areola. Và lắc người liên tục làm lỡ nhịp đối phương. Những cú dứt điểm cuối cùng lại giống như là một đường truyền thì đúng hơn của Joao Pedro. Quá người rất tốt. Isak đối mặt, Isak hãy nhìn lại đợt tấn công này của cầu thủ Newcastle. Không hề có lỗi việt vị của Isak. Không hề có lỗi việt vị của cầu thủ người Thụy Điển. Anthony Gordon đã làm quá tốt nhiệm vụ vượt qua tuyến trước của Liverpool. Còn Isak thì làm rất tốt nhiệm vụ đánh. Đường chuyền khá tốt. Luis Diaz. Quá người. Luis Diaz. Cơ hội. Bóng cắt ngang qua khung thành của Dubravka. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha ngoặt bóng theo kiểu của Johan Cruyff. Và Luis Diaz đã có một tình huống càng ngang cực kỳ nguy hiểm. Rất đáng tiếc là cao thủ Liverpool không tiếp ứng được ở trong khu vực 5m50. Tielemans pha xử lý sỏ kim đối phương, quá hay của Yuri Tielemans. Pha mở biên của Jeremy Doku rất thoáng. Kyle Walker căng ngang, dứt điểm bằng gót và tỷ số là 1-0 cho Manchester City. Pha bóng xuất phát từ Jeremy Doku. Khoảng trống là quá lớn cho Kyle Walker. Bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Man City với cú đánh gót rất đẹp. Pha lập công thứ 6 của Bernardo Silva tại Premier League mùa này. Đường chuyền của De Bruyne. Oscar Bob. 3-2. Hãy cùng xem lại tình huống này.
không hề có lỗi việt vị của Oscar Bob. Pha làm bàn tuyệt vời, bàn thắng đầu tiên của Oscar Bob tại Premier League. Một động tác về bóng từ chân trái sang chân phải để loại bỏ thủ môn trước khi dứt điểm. Một cầu thủ còn rất trẻ, sinh năm 2003, xử lý vô cùng chững chạc, kỹ thuật và thực sự lạnh lùng. Đó là Oscar Bob. Hai sự thay đổi người của Pep Guardiola trực tiếp mang đến hai bàn thắng. Justy. Sheffield đang thi đấu với một khí thế khi họ có được sự cổ vũ của những khán giả nha. Pha xử lý hay của Andre Rooks. Ben Diaz dứt điểm. Cú đá còn quá đơn giản của cầu thủ người Anh. Tình huống như vừa rồi chưa đủ để làm khó Alphonse Areola. Trước đó phải nói đến pha sâu kim của Andre Rooks. Một tình huống cho thấy sự tự tin của số 35 bên phía Sheffield, người đang liên tục được tin tưởng dưới thời huấn luyện viên Chris Wilder. Và xử lý điệu nghệ của Ben Johnson. Ward-Prowse. Rất đáng tiếc với một nhịp chạm hơi dài. Ross Barkley. Barkley mở bóng sang cánh phải rất chính xác dành cho Chidozie Okpen. Okpen. Những pha đảo chân của cầu thủ Mao số 7 Chidozie Okpen. Cú đá ngay ở góc hẹp của Chidozie Okpen. Burnley lên bóng. Luis Dang. Pha xoay người rất hay của Billy Gilmore.